các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình của Lực và Jenny. Hôm nay cả nhà mình có cơ hội đến du lịch tại thành phố Boston thuộc tiểu bang Massachusetts của nước Mỹ. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn thành phố Boston là như thế nào ha. Khi mà mình bước vào cái khu trung tâm của Boston thì mình rất là dễ nhận diện, bởi vì trung tâm thành phố lớn có rất là nhiều những tòa cao ốc cao vô cùng, và mình có thể đi dạo xung quanh và ngắm nhìn những tòa cao ốc này, những tòa cao ốc chọc trời. Thì Boston là thành phố của trung tâm nghiên cứu học thuật du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới của nước Mỹ, được thành lập vào năm 1630 thuộc bang Massachusetts. Boston là thủ đô, thành phố lớn nhất của vùng New England thuộc đông bắc của Hoa Kỳ, và cũng là một trong những thành phố cổ xưa có nền văn hóa lâu đời nhất của Hoa Kỳ. Ngày nay, Boston là thành phố trung tâm của khu vực đại đô thị lớn mang tên là Đại Boston, với hơn 4.6 triệu dân đang sinh sống. Từ xa xưa thì thành phố Boston đã nằm ở vị trí là một trong những bến cảng quan trọng nhất và là trung tâm sản xuất cũng như là trung tâm giáo dục, văn hóa tại Mỹ. Đến năm 1760 thì Boston đã trở thành thành phố lớn nhất và giàu nhất và có sức ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Đây là những nơi mà khởi đầu của cách mạng mang tính lịch sử của Hoa Kỳ trong cái công cuộc giành độc lập tự do đối với châu Âu. Boston là thành phố lớn với mật độ dân số đứng thứ ba cả nước. Người Mỹ gốc Ireland có ảnh hưởng lớn trong các thế chế chính trị và tôn giáo tại Boston. Nằm sát Đại Tây Dương và là thủ đô của bang duy nhất có đường bờ biển chạy dọc thành phố tại Mỹ. Dọc Boston là một hải cảng lớn dọc theo bờ đông của Hoa Kỳ. Đây là cảng công nghiệp và là cảng cá có lịch sử lâu đời nhất tại Tây Bán Cầu, với công suất hoạt động liên tục. Với bề dày lịch sử lâu đời, sự phát triển mạnh về giáo dục, công nghệ, là trung tâm đào tạo sinh viên tốt nhất tại Hoa Kỳ và cũng là một trong những thành phố giàu nhất tại Mỹ. Hàng năm Boston thu hút hàng triệu khách du lịch đến tham quan và tìm hiểu. Thành phố Boston mang một bề dày lịch sử vô cùng hùng hậu. Nó có một cái chiến tích rất là nổi tiếng trong chiến tranh, trong quá trình mà chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Thì chính vì vậy mà ở trong khi đến thành phố Boston thì mình cần phải đi đến những địa điểm nổi tiếng nào để mà mình tham quan. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số địa điểm nổi tiếng mà gia đình mình đã có cơ hội đi tham quan và chia sẻ, để những địa điểm mình cần tham quan khi mà các bạn đi đến với thành phố Boston. Thì điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái công viên Boston Common. Công viên Boston này được hoàn thành vào năm 1634 và là công viên công cộng đầu đời nhất của Hoa Kỳ. Nằm giữa một thành phố nhộn nhịp lớn như Boston thì có một cái công viên xanh mát như thế này, nó giống như là một lá phổi xanh của thành phố. Khi mà mình đi vào cái công viên này thì cũng có rất là nhiều những cái tượng đài đánh dấu một lịch sử hào hùng, và những cái trò chơi khác nhau như là cái sân vận động, những cái trò chơi cho trẻ em, hay là còn nhiều những cái địa điểm đẹp mắt khác mà mình có thể đi vòng quanh xung quanh đây để khám phá.
đầu từ công viên này thì mình có thể bắt một cái con đường nó gọi là Freedom Trail, thì hay còn gọi là con đường mòn tự do. Thì cái mình có thể ở dưới cái lằn gạch đó, nó có một cái đường màu đỏ, và mình có thể đi theo cái lằn gạch màu đỏ này để mà mình đi đến những cái nơi nổi tiếng trong lịch sử, và nó gọi nó theo cái con đường mòn này. Con đường mòn này dài 2.5 mile, tương đương với là 4 km, đi qua Boston, Massachusetts, đi qua 16 địa điểm có ý nghĩa đối với lịch sử của Hoa Kỳ, được đánh dấu phần lớn bằng cái nền gạch màu đỏ, và nó có hướng dẫn và mình đi theo cái lằn gạch này để mình đi ghé qua nhiều điểm tham quan nổi tiếng khác. Điểm thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái tòa nhà Massachusetts State House, hay còn gọi là tòa nhà Quốc hội, và trụ sở chính của chính phủ do khối thịnh vượng chung của Massachusetts nằm ở đồi Bacon, khu phố Boston. Tòa nhà chứa tòa án chung của Massachusetts và các văn phòng của thống đốc Massachusetts. Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Charles Bulfinch, đã được hoàn thành vào tháng 1 năm 1798 với chi phí là $133,333. Đây là một trong những thủ đô nhà nước lâu đời nhất trong lịch sử hiện đại. Nó được coi là một trong những kiệt tác của kiến trúc liên bang và trong số các tác phẩm tốt nhất của Bulfinch. Cái tòa nhà trước mặt mình đó nó gọi là cái Massachusetts State House. Đó là cái tòa nhà của tiểu bang á, hoặc là đây là cái chiếc xe bus đó, thì mình có thể mua vé để mà đi cái xe bus đó, người ta sẽ chạy vòng vòng cái thành phố Boston để cho khách tham quan có thể ngắm cảnh toàn thành phố bằng cái xe bus. Địa điểm tiếp theo đó là Common Boston Visitor Center. Thì cái nơi này mình khi mà mình đi vào công viên hoặc là mình đi du lịch xung quanh cái thành phố Boston mà mình cần những cái thông tin hay là những cái bản đồ để mà mình biết đường mình đi, thì mình có thể vào đây để tìm. Hoặc là nơi đây bán rất là nhiều những cái đồ lưu niệm khi mà mình đi tới Boston tham quan, thì mình cũng có thể chọn một vài món đồ lưu niệm để mang về làm quà, coi như là mình đã từng đến tham quan ở thành phố Boston nổi tiếng này. Đây là một cái xe bán nước chanh dạo. Thì mình đi vào đây chơi thì mình xác định là đi bộ rất nhiều. Và hôm nay trời cũng trời nắng đẹp, nhưng mà cũng hơi nóng một tí. Khi mà mình đi bộ nhiều thì sẽ dễ bị khát nước. Thì mình sẽ ghé đây và mua một vài ly nước chanh để uống. Thì ở đây người ta bán một ly này là $6. Một những nơi điểm du lịch thì mình mua cái vì cái gì nó cũng đắt đỏ hơn là bình thường. Đây là chiếc xe gọi là Duck Bus. Thì mình đi chiếc xe đó thì mình có thể, người ta có thể lái cho mình đi dạo quanh khắp thành phố Boston bằng trên chiếc xe đó. Và đặc biệt là cái chiếc xe đó thì nó có thể vừa lái ở được ở trên cạn và có thể lái được xuống cả dưới nước luôn. Vừa là chiếc xe và cũng là vừa là chiếc tàu nữa, rất là thú vị.
điểm tiếp theo đó là cái nghĩa trang Granbury Burying Ground Tour. Nó cũng thuộc trong cái những điểm đến trong cái đường mòn Freedom Trail. Thì cái nơi này đó là cái nghĩa trang lâu đời đứng thứ ba của Boston và được thành lập vào năm 1660, nằm trên phố Tremont. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng cho nhiều người yêu nước thời chiến tranh cách mạng đáng chú ý, có bao gồm như là ông Paul Revere và 5 nạn nhân trong vụ thảm sát Boston và 3 người ký tuyên ngôn độc lập, đó là ông Samuel Adams, John Hancock hay là ông Roberts. Trong nghĩa trang này có khoảng 2.345 ngôi mộ, nhưng mà các nhà sử học là ước tính rằng có khoảng tới 5.000 ngôi mộ được chôn cất trong đây. Và hiện tại nó là rất nổi tiếng trong lịch sử, và rất là nhiều người đến đây tham quan trong cái dịp mà mình đi đến đây. Thì cái nghĩa trang này nó nằm liền kề với nhà thờ Partridge đằng sau của Boston và ngay đối diện cái trường đại học luật của Suffolk. Đây là một trong những nghĩa trang nổi tiếng mà những người khách tham quan thường hay đến đây để viếng thăm. Địa điểm tiếp theo đó là gọi là Old City Hall, hay còn gọi là tòa thị chính cũ của Boston. Đó là nơi có hội đồng thành phố từ năm 1865 đến năm 1969. Đây là một trong những tòa nhà đầu tiên theo phong cách đế chế thứ hai của Pháp được xây dựng tại Hoa Kỳ. Sau khi mà hoàn thành tòa nhà thì phong cách đế chế thứ hai đã được sử dụng rộng rãi ở những nơi khác ở Boston,
và được đối với nhiều tòa nhà công cộng khác của Hoa Kỳ, như là tòa nhà văn phòng điều hành cũ ở Washington DC, cũng như là các hội trường thành phố khác ở Baltimore hay là Philadelphia đều có một cái OCD Hall như thế này. Cũng nằm trên con đường Freedom Trail thì mình sẽ bắt gặp một cái Boston Irish Family Memorial. Thì cái tòa đài tưởng niệm này là dành cho nạn đói ở Boston. Đó là một công viên tưởng niệm nằm trên quảng trường giữa đường Washington và đường Đại học Boston, Massachusetts. Công viên chứa hai nhóm tượng đài để tương phản với một gia đình người Ireland đau khổ trong nạn đói lớn từ năm 1845 đến năm 1852, và với một gia đình thịnh vượng đã đi di cư sang Mỹ, được tài trợ bởi một ủy thác được lãnh đạo bởi doanh nhân Boston Thomas Farsley. Công viên đã được khai trương vào năm 1998. Nó được nhận các đánh giá tương phản từ đó và được gọi là tác phẩm điêu khắc công nghệ bị chế giễu và bị chửi rủa nhất của Boston. Thêm một điểm đến nổi tiếng nữa trong cái video hôm nay đó là cái tòa nhà Old State House. Đó là một tòa nhà cũ lịch sử ở Boston, được xây dựng vào năm 1713, có trụ sở của tòa án chung Massachusetts cho đến năm 1798. Nó nằm ở giao lộ của đường Washington và đường State Street. Vẫn còn nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác trong cái chuyến du lịch Boston của mình. Thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo nhé.